cùng nắm tay thành một trái tim yêu thương dành tặng cho em. Thưa quý vị và các bạn, vì một trái tim khỏe mạnh luôn là điều mong mỏi đến mỗi trẻ em nghèo trên khắp Việt Nam. Với mong muốn đó, vừa qua, Bệnh viện Tim Hà Nội đã tổ chức khám sàng lọc tim mạch miễn phí cho những trẻ em nghi mắc bệnh tim bẩm sinh tại tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện đã thu hút hơn 500 bệnh nhi trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một vài hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được. Mới từ sáng sớm, hai bố con anh Lê Quốc Huy, chú tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã bồng bế nhau đi xe khách xuống bệnh viện A, thành phố Thái Nguyên để khám bệnh. Từ nhỏ, bé Lê Thu Trang có thể trạng thấp còi hay quấy khóc, nhưng nhà quá nghèo nên không có điều kiện đưa con đi kiểm tra. Vì vậy, khi nghe tin có các bác sĩ từ Hà Nội về khám sàng lọc tim miễn phí, cách xa hơn 30 cây số, anh vẫn tranh thủ đưa con đi khám. Kết quả sau khám, bé Lê Thu Trang đã phát hiện bị mắc bệnh tim. Hôm nay đi khám thì lần đầu tiên đến giờ bé mới phát hiện ra là mình đang bị bệnh tim, bị ở mức nhẹ. Bác sĩ có tư vấn cho em là đi xuống dưới Bệnh viện Tim Mạch Hà Nội để thăm khám một lần nữa, có kết quả thì sẽ phẫu thuật cho bé. Hiện đang điều trị phục hồi sau ca mổ não tại Bệnh viện A Thái Nguyên, nhưng hôm nay cháu Nguyễn Thị Hiền lại có mặt tại đây để khám bệnh tim. Sau khi khám xong, được bác sĩ thông báo, cháu lại mắc thêm bệnh tim thông liên thất. Thông tin như sét đánh ngang tai lại tiếp tục giáng xuống gia đình tội nghiệp này. Bao tháng qua, cả gia đình đã tập trung mọi sức lực, tiền của để chữa bệnh cho con. Giờ đây, cháu Hiền lại tiếp tục mắc thêm bệnh tim nữa. Người mẹ trẻ này như đứt từng khúc ruột. Bệnh tim của cháu thì các bác sĩ bảo phải can thiệp phẫu thuật. Cũng muốn các chương trình trái tim cho em để hỗ trợ gia đình và giúp đỡ chúng em để mổ cho cháu. Thái Nguyên là tỉnh với dân số trên 1 triệu người. Cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tỷ lệ trẻ em sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh của tỉnh Thái Nguyên mỗi năm có từ 120 đến 128 em. Ở các huyện vùng sâu, vùng xa, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế. Thấu hiểu những khó khăn đó, Bệnh viện Tim Hà Nội phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức đợt khám sàng lọc cho hơn 500 trẻ em có độ tuổi từ 0 đến 16 trên toàn địa bàn tỉnh. Tôi thấy rằng cái việc khám sàng lọc như này rất là có ý nghĩa để phát hiện cho các cháu với phương châm là đưa lại cho các cháu một trái tim khỏe. Để tổ chức đợt khám sàng lọc tim bẩm sinh này, Bệnh viện Tim Hà Nội đã huy động một lực lượng gồm 8 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế trực tiếp khám, tư vấn, hội chẩn tại chỗ cho bệnh nhân. Bệnh viện A Thái Nguyên phối hợp hỗ trợ một máy siêu âm tim và các phòng khám khang trang, thoáng mát cho bệnh nhi và người nhà bệnh nhi. Các bệnh nhi được phát hiện bệnh tim bẩm sinh sẽ được hưởng chính sách đặc biệt theo chủ trương của nhà nước. Có thể nói rằng là đây là một cái chương trình mang một cái ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc, giúp cho các gia đình sớm phát hiện được con em của mình mắc bệnh tim. Đối với tỉnh Thái Nguyên thì chúng tôi sẽ thực hiện cái chương trình hỗ trợ theo cái quyết định 55A của Thủ tướng Chính phủ. Đó là những cái đối tượng trẻ em thuộc gia đình hộ nghèo, thuộc gia đình hộ cận nghèo và trẻ em hiện nay đang được hưởng các cái chính sách bảo trợ xã hội. Hàng tháng thì sẽ là được hưởng 100% cái chi phí khám và phẫu thuật. Chương trình khám sàng lọc cho các bệnh nhi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp khi phát hiện kịp thời 60 trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh cần phải được điều trị và phẫu thuật sớm. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa nhân văn cao cả. Nhiều mảnh đời, nhiều số phận đã được cứu giúp. Đó cũng chính là động lực để tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội tiếp tục hành trình thiện nguyện ý nghĩa này. Thưa quý vị và các bạn, việc khám sàng lọc tim mạch miễn phí cho trẻ em nghèo đã đạt được những hiệu ứng tích cực.
Từ những cuộc khám sàng lọc như thế này, rất nhiều bệnh nhi tim bẩm sinh đã được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Chúng tôi rất mong muốn sẽ có nhiều chương trình như thế này được tổ chức để có thể hàn gắn kịp thời, giúp cho những trái tim của các bệnh nhi tim bẩm sinh sẽ được khỏe mạnh hơn. Chương trình tuần này xin được kết thúc tại đây. Mọi sự giúp đỡ gửi tới những bệnh nhân tim có hoàn cảnh khó khăn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.